24 tiếng sôi động của bóng đá thế giới đã trôi qua với điểm nhấn chính là bản danh sách tập trung của đội tuyển Tây Ban Nha. Ngoài ra, các cập nhật hấp dẫn khác cũng sẽ xuất hiện trong bản tin ngày 28 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Bình luận viên Anh Quân News và hãy bắt đầu ngay bây giờ. Tuyển Tây Ban Nha công bố danh sách tập trung. Ronaldo ghi cú đúp giúp Al Nassr thắng đội bóng của Kanté. Chelsea tiến hành đàm phán huấn luyện viên Enzo Maresca. Huấn luyện viên Luis de la Fuente đã công bố danh sách sơ bộ 29 cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho Euro 2024. Trong đó, sự góp mặt của Ayoré, Fermin, Alex Garcia và Baena gây bất ngờ, còn Lucas Vázquez, Marco Asensio, Sanchez, Sarabia và Gerard Moreno bị loại. Do Carvajal, Nacho và Joselu bận thi đấu chung kết cúp C1 châu Âu và Laporte bận chung kết cúp nhà vua của Ả Rập Xê Út, danh sách này sẽ được rút gọn còn 26 cầu thủ khi đăng ký chính thức với UEFA. Trước Euro 2024, đội sẽ đá giao hữu với Andorra ngày 5 tháng 6 và Bắc Ireland ngày 8 tháng 6 trước khi đến Đức ngày 9 tháng 6 để chuẩn bị cho trận mở màn gặp Croatia ngày 15 tháng 6. Được biết, huấn luyện viên De La Fuente đang tìm kiếm một tiền đạo ghi bàn xuất sắc để tận dụng những tài năng chạy cánh như Lamine Yamal và Nico Williams. Al Nassr vào đêm qua đã bước tới trận đấu cuối cùng tại Saudi Pro League. Dù không còn nhiều ý nghĩa về thứ hạng, nhưng trận đấu này đã chứng kiến Ronaldo ghi một cú đúp. Ronaldo thi đấu 74 phút, ghi 2 bàn thắng chia đều trong mỗi hiệp. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2, giúp Al Nassr có được 82 điểm sau 34 vòng đấu. Trong khi Al Ittihad, đội bóng của những Kanté, Fabinho và Benzema, kết thúc với chỉ 54 điểm, một thành tích tất nhiên chẳng thể làm hài lòng được so với sự đầu tư của họ. CR7 đồng thời cũng phá kỷ lục 35 bàn một mùa ở Saudi Pro League, vượt qua con số 34 trước đó của Hamdallah, xác lập ở mùa giải 2018-2019. Chelsea đang tiến gần đến việc bổ nhiệm Enzo Maresca làm huấn luyện viên trưởng mới sau khi đạt được thỏa thuận giải phóng hợp đồng của ông với Leicester. Trước gia 44 tuổi người Italia, người đã giúp Leicester thăng hạng Premier League mùa trước, đang là ứng viên hàng đầu để thay thế Pochettino. Lãnh đạo Chelsea đã có cuộc thương lượng trực tiếp với Leicester và Maresca rất hào hứng với cơ hội được dẫn dắt đội bóng tại Stamford Bridge. Chủ sở hữu Todd Boehly và Clear Lake Capital sẽ phải chi trả 10 triệu bảng phí bồi thường để có được Maresca. Enzo Maresca là lựa chọn ưu tiên của các ông chủ Chelsea, vượt qua những ứng viên khác như Roberto De Zerbi, Thomas Frank và Kieran McKenna. Mới đây, huấn luyện viên Pep Guardiola đã chia sẻ rằng ông tin tưởng Jack Grealish sẽ trở lại vào mùa giải tới và cho biết niềm tin của ông vào cậu học trò là không hề thay đổi. Cụ thể, huấn luyện viên Tây Ban Nha cho biết Jack Grealish sẽ trở lại. Mùa này cậu ấy đã gặp nhiều khó khăn. Jack sẽ trở lại với đẳng cấp của mùa trước. Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Mùa này anh chỉ có 3 bàn thắng và 3 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Man City sau hơn 2.100 phút thi đấu. Xavi tiết lộ rằng nếu ông tiếp tục làm huấn luyện viên của Barcelona, ông sẽ xem xét việc bán đi 4 ngôi sao trong đội hình của mình. Những cầu thủ mà Xavi muốn ra đi bao gồm Robert Lewandowski, João Cancelo, João Felix và Victor Roque. Quyết định này được đưa ra nhằm tái cơ cấu đội hình và cải thiện hiệu quả thi đấu của Barcelona trong các mùa giải tới. Rất tiếc là hiện tại mỗi người mỗi ngả và vì thế số phận của những cầu thủ kia sẽ tùy thuộc vào huấn luyện viên Hansi Flick. Hansi Flick sẽ đến Barcelona vào ngày mai và ký hợp đồng với tư cách huấn luyện viên mới của đội bóng vào thứ Tư. Thỏa thuận này sẽ kéo dài đến tháng 6 năm 2026. Việc bổ nhiệm Flick là một phần trong nỗ lực tái cơ cấu đội bóng sau một mùa giải đầy khó khăn dưới sự dẫn dắt của Xavi Hernandez. Flick đang rất háo hức với cơ hội này và đã bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha để chuẩn bị cho công việc mới. Sự bổ nhiệm của ông được kỳ vọng sẽ mang lại lối chơi tấn công mạnh mẽ và hiệu quả, giúp Barcelona trở lại với thời kỳ huy hoàng. Toni Kroos đã đưa ra lời cảnh báo đối với đồng đội của mình tại Real Madrid khi họ chuẩn bị đối đầu với Borussia Dortmund trong trận chung kết UEFA Champions League. Anh nhấn mạnh rằng thi đấu với các đội bóng Đức luôn là một thách thức lớn, đồng thời lưu ý rằng Dortmund không nên bị đánh giá thấp. Kroos nói thi đấu với các đội Đức luôn khó khăn. Chúng tôi đã thi đấu với tất cả họ trong mùa giải này, Leipzig, Bayern và giờ là Dortmund. Anh cũng nhắc đến việc Dortmund đã từng gây bất ngờ khi giành chức vô địch Champions League năm 1997 bằng cách đánh bại Juventus, một đội bóng mạnh mẽ khi đó.
Theo Fabrizio Romano, phần cuối cùng của cuộc đàm phán về các chi tiết pháp lý giữa phía Antonio Conte và Napoli sẽ bắt đầu vào ngày mai. Câu lạc bộ Napoli rất tự tin rằng thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong tuần này. Huấn luyện viên người Ý được cho là sẽ ký hợp đồng 3 năm với Napoli, mức lương dự kiến của ông vào khoảng 6,5 triệu euro mỗi mùa. Napoli, đội đã có 3 huấn luyện viên khác nhau trong mùa giải này, và họ rất kỳ vọng vào kinh nghiệm và tài năng của Conte để mang lại sự ổn định và thành công cho đội bóng trong thời gian tới. Kênh AF TV cũng tiết lộ thêm Antonio Conte mướn Romelu Lukaku thay thế Victor Osimhen tại Napoli. Do Osimhen được dự đoán sẽ rời câu lạc bộ, trận đấu gần đây nhất có thể là trận cuối cùng của anh ấy cho Napoli. Conte đã đề nghị câu lạc bộ ký hợp đồng với Lukaku để lấp vào vị trí mà Osimhen đã để lại. Để thực hiện điều này, giám đốc mới của Napoli, Mana, đang đàm phán với Chelsea để đạt được thỏa thuận chuyển nhượng. Đồng thời có một chi tiết nhỏ cần được làm rõ trước khi Conte chính thức gia nhập Napoli, đó là quyền kiểm soát hình ảnh. Antonio Conte muốn tự mình quản lý quyền chụp ảnh, điều này đang là một trong những điểm cần thảo luận cuối cùng trước khi hợp đồng được ký kết chính thức. Truyền thông Pháp đưa tin Paris Saint-Germain đã chính thức chấm dứt việc theo đuổi lâu dài với Bernardo Silva, cầu thủ 29 tuổi hiện đang chơi cho Man City. Quyết định này được đưa ra sau các cuộc đàm phán chiến lược giữa giám đốc thể thao Luis Campos và huấn luyện viên trưởng Luis Enrique, dẫn đến sự thay đổi trong danh sách mục tiêu và các ưu tiên của câu lạc bộ. Paris Saint-Germain hiện không còn muốn ký hợp đồng với một cầu thủ chạy cánh phải nữa, thay vào đó họ tập trung vào việc tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh trái. Vicha Varaskelia, cầu thủ 23 tuổi của Napoli, hiện là mục tiêu ưu tiên của câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Brighton đang xem xét việc đưa Graham Potter trở lại vị trí huấn luyện viên trưởng trong bối cảnh Kieran McKenna có khả năng cao sẽ tiếp tục gắn bó với Ipswich Town. Trước đó, Brighton đã nhắm đến McKenna, người đã dẫn dắt Ipswich thăng hạng lên Premier League và hiện là mục tiêu của nhiều câu lạc bộ lớn, bao gồm cả Chelsea và Manchester United. Graham Potter, người đã từng có một giai đoạn thành công với Brighton trước khi chuyển đến Chelsea, đang được cân nhắc như một phương án thay thế nếu không thể đạt được thỏa thuận với McKenna. Tuy nhiên, việc Potter trở lại Brighton có thể gặp phải nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ do những mâu thuẫn và cảm xúc lẫn lộn từ lần ra đi trước đó của ông. Kylian Mbappe đã chính thức mua biệt thự của Gareth Bale ở Madrid. Anh sẽ sống tại khu La Finca. Biệt thự này được biết đến với sự sang trọng và đắt đỏ, có giá trị khoảng 30 triệu bảng Anh. Đây là một khu vực nổi tiếng với nhiều ngôi sao bóng đá và những người nổi tiếng sinh sống. Biệt thự của Mbappe là một kiệt tác kiến trúc rộng và lớn. Biệt thự của Mbappe là một kiệt tác kiến trúc rộng lớn, kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại, với các chi tiết tinh xảo và vườn cây xanh mướt bao quanh. Nội thất của ngôi nhà được trang bị những đồ đạc sang trọng, trần cao, đèn chùm trang trí và nhiều tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. Các tiện nghi hiện đại bao gồm phòng chiếu phim riêng, phòng tập gym đầy đủ thiết bị, spa và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Như vậy, chúng ta đã cùng đi hết những cập nhật đáng chú ý của thế giới bóng đá trong 24 tiếng qua, các tin tức nóng hổi trước trận chung kết Champions League cùng sự chuẩn bị của các đội tuyển cho Euro 2024 sẽ được cập nhật liên tục trên hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân. Các bạn chú ý đón xem, còn giờ thì xin chào và chúc các bạn một ngày có nhiều điều hạnh phúc.